có người làm cha làm mẹ này trong cái câu chuyện mà niệm Phật vãng sanh, mà câu chuyện nó có phim hoạt hình, mà bên Tịnh Tông ta làm. Hai ông bà này chiên cắt cổ gà, thằng con thì biết tu, nó cứ khuyên cha mẹ đừng cắt cổ gà nữa. Thì cha mẹ chỉ mới biết niệm Phật nhưng mà không có hiểu sâu Phật pháp, cắt cổ gà. Mà mỗi lần trước khi cắt cổ gà là cứ niệm Phật cho mấy con gà. Rồi á, con khuyên đừng cắt cổ gà nữa, cha mẹ nói tao làm nghề này, tao làm nghề gì ăn. Mấy con gà mà nó làm nghề, nó mang thân chúc sanh, nó khổ lắm. Nên bây giờ á, tao giết nó xong tao niệm Phật cho nó để giải thoát cho nó. Có nhiều người ăn mặn, tao cũng có nói vậy đó nghe quý vị. Nó thì cứ niệm Phật như vậy đó quý vị. Mà khi mà chết á, đọa xuống dưới địa ngục của quý vị, là tại vì khi mà đứa con tu hành đó, nó âm hưởng làm sao đó, mà cha mẹ cái ngày đó niệm Phật lên và được Phật tiếp dẫn, và cái số lượng người mà ở trong địa ngục ngày đó được vãng sanh đông dữ lắm. Về mới báo mộng, báo mộng nói rằng là cha mẹ khi chết đọa xuống địa ngục á, quỷ sứ liện vào chảo dầu á, mà nó không có nóng. Chảo dầu nóng cỡ nào chưa, vậy mà liện bả vào chảo dầu, bả nói như là giống như là nhảy xuống biển tắm chơi. Chàng ơi chàng, nó ngộ ghê, không có nóng. Bắt ôm cột đồng kéo lên kéo xuống mà giống như leo cây dừa vậy. Thấy chưa, ngộ ghê vậy. Vậy thấy chưa, không tưởng tượng được mà. Quý vị bắt cái phim hoạt hình mà gọi là niệm Phật thành Phật, vì coi thức ơi, hãy có câu chuyện đó không? Nó ngộ tay là đọa cho địa ngục mà hành ngục không có khổ. Cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì chưa? Bởi vì bây giờ người ta còn sát sanh mà người ta vẫn niệm Phật, vẫn có cái lợi ích một chút. Ngon hơn là nó không niệm Phật. Thấy chưa? Lợi ích một chút cũng nên dạy người ta đi. Rồi biết đâu người ta làm cái nghề đó sau này, biết đâu người ta tự nhiên người ta tỉnh ngộ, người ta nghĩ làm. Tại vì giữa người ta với những con gà này chắc nó cũng có quan nghiệp gì, nên người ta mới cắt cổ con gà này. Chứ nếu không có nhân sao có quả quý vị, hiểu không? Nhưng mà chờ cái ngày giác ngộ á, để người ta xả cái nghề đó đi. Bây giờ nó có niệm Phật nó mới có cơ hội giác ngộ. Nếu mà bây giờ mà cha mẹ của cái người đó mà không niệm Phật, sao người này niệm Phật? Khi cha mẹ chết đi, người này biết đi bị đọ, mà người này chân thật tạc tượng Phật Di Đà rồi lễ lại mỗi ngày, cầu nguyện cho cha mẹ được vãng sanh cực lạc. Vậy mà nhờ cái âm hưởng đó ảnh hưởng cha mẹ tỉnh ngộ niệm Phật, ở trong địa ngục mà hành ngục không khổ, cuối cùng nhớ lại mình là người niệm Phật, và con mình dạy mình niệm Phật trong mỗi lúc mỗi nơi, những cái lúc mà gặp sự cố niệm Phật để cầu Phật tiếp dẫn. Vậy mà niệm Phật lúc đó cha mẹ niệm Phật, rồi ảnh hưởng cái người đọ ở trong địa ngục ngày đó cùng niệm Phật. Quý vị biết rằng là niệm Phật cùng chung giảng sanh rất là đông. Câu niệm Phật này hay lắm nghe. Có cái cô này cô biết niệm Phật, mà đây câu chuyện đọc rõ ràng. Người chồng không biết niệm Phật. Đó. Mỗi lần người chồng đi làm ở xa đêm hôm về, bà nói rằng á, có mình thiếp ở nhà nên cửa phá lại. Nếu mà chàng về kêu cửa thì chàng phải niệm Phật và gõ cái cửa như này, keng 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 keng, gõ cửa keng 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 keng, rồi chàng phải niệm Phật. Niệm bao nhiêu câu thiếp ở đây đứng nghe thầy chàng niệm, rồi gõ keng 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 đó, rồi nàng mới mở cửa cho chàng. Vậy đó mà ông đi làm khuya gì ông cứ làm hoài vậy. Thì một ngày nọ ông đột quỵ, ông chết bất tử. Mà khi ông vừa mới chết một cái, quý vị biết rằng chết một cái là ông đỏ liền. Thì trên đây chưa có đi chôn liền quý vị. Thì quý vị biết rằng là khi mà ông đọ ở dưới đó, dây rồi tối đồ xiềng xích ông lại đó quý vị. Lúc mà hành ngục đồ này kia đó thì dây rồi tối nó chạm lên nhau, nó kêu keng 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 keng. Vậy mà ông nhớ lại là khi ông gõ cửa ông niệm Phật. Vậy mà ông niệm Phật lên một câu thôi, ông niệm Phật lên cái mà ông chưa có cầu sanh cực lạc, mà ông niệm Phật một câu thôi, vậy mà ông hồi dương sống lại. Kinh chưa? Đó. Hồi dương sống lại và nói gia đình rằng nhờ niệm Phật mà hồi dương sống lại. Quý vị thấy cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì chưa? Không tưởng tượng được mà. Nên chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ này là một cái pháp môn đại thù thắng. Những đức nhờ niệm Phật mà mười mấy năm nay mà mới được gì? Từ một người vô danh tiểu tốt, dốt nát, mà bây giờ
hướng dẫn người ta tu khắp nơi nớ. Đi coi. Mà đi đâu cũng gặp người ta thương yêu quý vị. Mà ngày xưa người ta gặp là người ta chữ. Chưa tu á, ta gặp nó nói thu, đi ra chỗ khác. Chữ, trời chữ, kinh khủng lắm, ghét. Đi đâu người ta cũng sợ, rủ nó nhậu sùm. Vậy đó mà bây giờ người ta gặp hô vẫn còn hô mà người ta thương. Lạ chưa? Đó. Bây giờ nhà Đức hỏi đại chúng trong chùa này, quý vị có thương nhà Đức không quý vị? Chưa. Hồi xưa ai mà thương? Vậy mà niệm Phật thôi mà phát duyên hô. Chứ hô mà có duyên luôn. Chưa. Duyên hô. Rõ ràng chưa, tổ sư nói rằng cái người niệm Phật nghe, thiếu duyên thì phát duyên, thiếu phước thì phát phước, thiếu đức thì phát đức. Nó thọ mạng ít thì tăng trưởng tuổi thọ. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không đó, chấm TV là 45 tuổi chết queo. Vậy đó mà hai người bạn, anh em đồng tu, một người tu thiền, người tu mật tông, tu pháp tự lực, đến năm 45 tuổi bệnh chết queo. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không đến khi bệnh ngày nói tới rồi, buông xuống vạn duyên. Lo niệm Phật. Gớ cây quạt luôn. Chết bồ cây quạt. Cái quạt té. Quạt hết hồn. Rồi chết queo hư luôn rồi. Quạt hết nổi à, xỉu. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là năm 45 tuổi ngày á bệnh đau ngày buông xuống vạn duyên. Hay sao? Buông xuống vạn duyên, ngày niệm Phật một tháng, ngày khỏe lại, ngày tiếp tục giảng pháp nữa, và sống đến 90 mấy tuổi mới ra đi. Nghĩa là tuổi thọ kéo dài gần 50 năm nữa. Thấy chưa? Hay chưa? Nên Ấn Tổ ngày nói á, cái người niệm Phật khi gặp bệnh đau á, tiếp tục niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thọ mạng còn thì tiêu nghiệp hết bệnh, mà thọ mạng hết thì được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Đúng không? Giờ mình còn mang cái thân này là còn khổ quý vị. Tại sao chúng ta không biết niệm Phật? Những Đức nói là bao nhiêu chặn, những Đức bệnh như cái chặn dịch bệnh mà ở trong chùa mà nhiều anh em cứ nói những Đức chết. Cái chặn dịch á, quý vị biết rằng nằm mà ốm mà yếu, mà nó mắt nó lòi ra mà nó ốm, đừng có nói nữa quý vị ơi. Mà dịch mà quý vị dịch nặng nó chặn nó ta chết nhiều lắm, mà đâu uống thuốc đâu, không chích vít xin gì luôn. Bữa đó dịch nặng kinh khủng luôn, có một anh em ở dưới mà giờ ông đi, ông nói một câu: trời ơi ông sư huynh gì ông gần chết rồi mà sao của cải ông không chia gì cho anh em. Chẹt ơi, mình gần chết đâu, ông tính sổ, ông tính gì chứ, ông tính sổ mình luôn, thấy chưa? Thì quý vị biết rằng á, lo niệm Phật, không chích thuốc, không uống thuốc, cuối cùng khỏe luôn. Hay chưa? Bởi vì tin lắm, bao nhiêu lần lễ biếu Quan Âm Bồ Tát, mấy lần mà lúc trước phát tâm tổ chức, ngàn, ngàn năm trăm lại. Mỗi lần lễ biếu Quan Âm là nó bệnh đau, tự nhiên đang khỏe bình thường. Mấy ngày trước lễ biếu Quan Âm Bồ Tát tự nhiên đi, tự nhiên đang đi tiếng cốp. Trời ơi trời, gì? Bị gì hả? Xương sống bị đau. Tự nhiên chỉ coi á, lại Phật lại không được, đau kinh khủng. Những Đức nói mấy anh em bây giờ xuống lễ Quan Âm, nếu như mà đứng lên không được, nhờ mấy anh em xách hai cái tay dở lên, xong để xuống quỳ xuống, xong xách hai cái tay dở lên, cái làm tới làm lui vậy. Chừng nào mà dở không nổi thì buông ra. Tôi nằm tại chỗ tôi niệm. Ghê không? Vậy đó mà xuống nghe, quỳ xuống một cái là rắc nó đau không tưởng tượng được. Nguyện hương xong rồi, cái lễ đầu tiên, nhất tâm thanh lễ Nam Mô Nhất Tích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị coi lại rẹt lại hết 500 danh hiệu, hết chân nhất xong luôn. Này là phải tin đó nghe. Còn có một lần lễ dưới ông Âm này, nhớ rõ ràng, nhức đầu chóng mặt, đi bê, tới giờ chuẩn bị qua lại, đi nghiêng, mấy chú kè qua kè lại đi cái mặt. Kinh khủng không? Trời ơi, không có pháp sư nào mà ra giảng mà bước ra mà
Lúc trước có bà chị cũng ngồi dưới, bà nói ồ thầy uống rượu hay gì, tao mò mệt thấy ghê, tao nhức đầu, tao chóng váng mặt mày, bà hỏi mình uống rượu hay gì, đi con đi mà. Vậy mà lên quý vị biết lúc đó nghe cầm cái micro mà cầm gì nè, nhức đầu quá cầm kỳ cục. Nam mô a bổn sư, vô giảng râm 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 giảng một tiếng đồng hồ, sức hồi hộp lao hồi luôn. Thôi kinh khủng chưa, giảng xong rồi vô lại một cái rẹt 500 danh hiệu khỏe re hết nhức đầu luôn. Đây là 100% trước ngôi Tam Bảo. Nói thì nói cho truyền tải tư tưởng cho nó vui, nhưng mà sự thật là nó như vậy luôn á. Nói quý vị coi, quý vị nhớ 3000 lại năm ngoái chưa? Nhớ chưa? Mình không phải là thành công mà một cách khỏe mạnh phơ phớ, thành công một cách te tua tả tơ tan tạ sắp chết. Cái bữa mà cái giờ mà cuối cùng, cái bữa mà cho máy còn 500 danh hiệu ngồi ở đó, mà những quan niệm Phật mà ông tặng máy cho Phật tử đó, những đức ngồi đó nhỉ. Như là thể xác không hồn quý vị ơi, như thể xác không hồn vậy đó. Nói vị thấy kinh chưa? Vậy mà làm hết trơn 3000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, lại xong 3000 lại xong, bữa sau mà về bên kia tổ chức tiếp tục, rồi xong khỏe re luôn. Bởi vì những đức tin dữ lắm quý vị ô. Bởi vì mình làm việc cho Phật Bồ Tát, mình phải chân thật, mình phát tâm nhiệt tình, hừng hực cái tâm lên. Hòa Thượng sẽ như bị xây chùa nè, lúc nào Hòa Thượng kêu qua làm rét 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 chạy vô làm, không sợ chạy tay chạy chân hay chứ. 2 năm sau có ngôi chùa nuôi 1000 người liền. Sợ gì? Thấy không? Mình không có tiền mình bỏ vô xây chùa, nhưng mình có công nội tài bố thí, một cục gạch hay dọn một chút xíu gì mảnh đất đó cũng là cái công của mình đã bỏ vào đó. Và nơi đó cứ là hoạt động hoài, cái công mình ở trong đó nó sanh cái phước hoài. Nên những đức nói với vị nghe, gặp một cái nơi mà lo tu hành mà nuôi người già gì, mà Hòa Thượng ngày phát tâm ngày xây chùa gì, mình chân thật như các cụ ở đây, mà bà cụ nào mà đã ở thường trụ rồi, đây lo hết trơn rồi, không cần lo. Đây là cơ hội các cụ tu tạo công đức thiệt nè. Tại vì sao? Cái lúc này cái lúc mà sử dụng tiền để mà xây chùa, nên các cụ ở đây được lo hết trơn rồi. Còn tiền chút đỉnh xả sạch để làm chi? Tại vì sao? Mà không còn gì nữa trơn, thầy vẫn lo mình bình thường. Nhưng mà đây là cơ hội tu phước duyên các cụ. Nhớ chùa mình đặc biệt là gì biết không? Chung tay góp sức để mình tu tạo phước duyên. Cái này cái quan trọng dữ lắm. Nên quý vị biết rằng là bị hởm về nhà đức định tổ chức chương trình khiếm thị, mà mình nghĩ bên hộ pháp mà chuyến này mà tổ chức chương trình khiếm thị chắc không biết ngồi ở đâu luôn. Xe cộ bên ngoài đậu không có đơn giản. Mấy lần tổ chức mà người ta nhắc nhở rồi đó. Tại vì sao? Ban ra họ dậm cỏ dẹp lép cỏ đường của người ta nó, nên từ nơi đó khó tổ chức dữ lắm. Nên sau này mà nói mà sắp xếp tổ chức khi cái nhà ton này xong tổ chức cho nó gọn, vô cái nhà ton Đại Tùng Lâm ngồi hết cho nó đâu vào đó đàng hoàng, chứ tùm lum tràn lan đại hải khó quá trời khó đó. Nên lây quay rồi tới Phật Đản nữa nè, bữa nay mùng 1 rồi, mùng 1 tháng 3 rồi, còn có 1 tháng 7 ngày nữa à, nó là mùng 8 tháng 4 đúng không đó. Nên từ nơi đó mà tới Phật Đản nữa rồi đó, mà chuyến này người ta đến đông ì ì nữa nè, mấy chục ngàn người nữa nè, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Mà quý vị nhớ nghe, cái chương trình chùa mình nó đông người mà tu. Nên từ nơi đó mà mình lại ở đây mình tu, nhất là những người mang nghiệp phá thai rồi đó, hay cầu ăn cho người thân, cầu siêu cho người thân. Quý vị ô, bao nhiêu người mà đi lại chùa mình người ta tu, mà xong người ta nhắn tin, người ta nói là cái cảm ứng mà quý vị ô là quý vị nó cảm ứng. Ứng thù thắng lắm, thấy không? Tại vì cái lực của đại chúng quý vị, cái lực của đại chúng nó thù thắng dữ lắm, nên nó chuyển hóa nghiệp.
Nó nên mỗi một người mình làm trưởng đoàn phát động cái chương trình lên, dẫn ta đi tu. Với ngày thứ bảy chủ nhật đồ mình dẫn người ta đi tu. Những đức nói mấy cái bà trưởng đoàn nghe kiên nhẫn dẫn ta đi tu đi. Cái bà có tiền bạc với bà cứ thấy ai nghèo nghèo với bà cứ thuê xe cho người ta đi đi. Cứ thuê xe cho người ta đi tu. Những đức nói thiệt đó. Cái này là cái công đức thật sự nè. Nên trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói mà, dù cho cúng dường hằng hà sa thánh không bằng kiên dẫm cầu chánh giác, mà niệm Phật là cầu giảng sanh, là cầu chánh giác chứ gì quý vị. Đó. Đúng không? Nhiệt tình dẫn ta đi. Nó giống như là một số trưởng đoàn mà dám làm là có. Những đức nó thiệt chứ, trong cái Phật sự Phật pháp này là những đức là nó thiệt gan dám làm. Có nhiều người ta nghĩ những đức có tiền nhiều lắm, không phải. Những đức là dám làm. Còn người ta là phải để dành. Người ta làm người ta để dành. Còn những đức là chơi sạch nhách luôn. Nên cuối cùng là giống như ngày xưa dưới quê miền Tây mà nghèo mà chơi sang á. Nó, người ta có 1 tỷ, người ta xài 50 triệu, ta chừa lại. Nhưng mình có 1 tỷ, mình chơi 1 tỷ 1. Chơi gì đó. Mình là cái dạng liều mạng mà. Liều mạng quý vị. Nên nhiều người ta nghĩ như đứa có tiền nhiều lắm, mà thật sự là nhà đức dám xài tiền cho người ta, cho đại chúng. Đó. Đặt 30.000 cái đèn bông sen rồi, 30.000 cái khăn rồi, để chuẩn bị lễ Phật đản rồi. Đó là làm thiệt là 100% đó. Còn tuần này hay là tuần sau về nè, khăn về nè là đưa trước luôn nè. Hứa là làm mà. Đó. Đặt 10.000 cái khăn con công, nó đẹp đừng có nói nữa. Phái nữ mà tròn cái khăn này vô thôi, những đức nói với vị nghe nghe, cái vị đẹp 7 phần, tròn cái khăn này vô là đẹp 10 phần. Còn cái khăn hình con công này mà bây giờ mấy ông đàn ông tròn thì nó thấy nó hơi kỳ kỳ. Nên từ nơi đó để coi lại. Không. Chứ bây giờ hình con công đồ giống như nữ nhân yếu đuối. Sợ cho mấy ông tròn vô đây thành bị đê chích mồm nữa. Yếu đuối hết luôn. Nên vừa đó như đứa thông báo là mấy ông thì đem về đưa cho tặng cho vợ. Thấy không? Chứ giờ hình con công mà kệ, muốn đeo thì đeo tùy mấy ông thôi. Nên quý vị biết rằng 10.000 cái khăn chuẩn bị gì là tuần này hay tuần sau gì nè. Đó. Nhưng mà năm nay á, cái dỗ tổ Hùng Vương nằm vào thứ tư, thứ năm gì đó. Thứ năm hay gì đó quý vị. Năm ngoái ngay chỗ nằm ngay 30/4, một năm luôn. Nên năm ngoái chúng ta tổ chức cái ngày chủ nhật đó, đông, quá đông luôn. Thôi giờ năm nay thì mình như chủ nhật tuần này, mình tổ chức trước mấy ngày đi. Mình tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên. Nghe không, có chủ nhật tuần này nghe. Mình về mình cộng tu thứ bảy chủ nhật. Mình về mình cộng tu, mình nghe niệm Phật, nghe Pháp, phóng sanh cũng thiết thực. Mình đem cái công đức mình hồi hướng cho ông bà tổ tiên của mình. Ngày dỗ tổ Hùng Vương, thấy không? Là giống như ông bà tổ tiên mình chứ gì. Rồi ngay ngày đó đó nghe quý vị, chúng ta cũng tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên của mình. Là giống như năm ngoái mình tổ chức ấy, nhớ không? Tại vì nó vô ngay thứ tư, thứ năm. Thì giờ mình tổ chức chủ nhật. Và xe tử nhật tuần sau mình tưởng nhớ nữa. Đó, nên mình có cái tâm vậy đó quý vị. Những đức nói thiệt quý vị nghe chứ. Có khi ông bà tổ tiên chúng ta bây giờ chưa siêu thoát. Nghĩa là ông bà tổ tiên mà sinh mình ra này nè, chưa siêu thoát. Nên quý vị là người tu hành nhớ nghe quý vị. Lâu lâu mà quý vị mà ngủ nằm chiêm bao mà thấy á, mà người trong gia đình người thân mà chết mà đi về báo mộng đó nghe, là họ đang cầu quý vị giúp đỡ đó. Vua Diêm Vương ngài cũng từ bi dữ lắm, chứ ngài cũng không muốn chúng sanh đi xuống địa ngục đâu. Địa ngục không phải là vua Diêm Vương ngài xây đâu, mà là do cái tâm con người xây ra đó. Nên từ nơi đó mà trong gia đạo á, người còn sống, người tu này nè, ngủ mà mình nằm mơ mình thấy á, người thân mình, ông bà đồ, anh em đồ mà chết chưa mà đến báo mộng đó nghe,
là họ đang cầu xin nhờ giả quý vị đó tu hành tưởng nhớ đến họ một chút. Nên bây giờ bên hộ pháp á, những đức cho ghi cầu an cầu siêu mỗi tuần chủ nhật. Tại vì sao? Cũng tưởng nhớ đến họ đi quý vị. Cái hội chúng mấy ngàn con người ta, nhờ cái quay lực của đạo tràng để mà giúp cho ông bà tổ tiên siêu thoát. Lúc nào tu hành trong cái đạo tràng mình cũng hồi hướng cầu siêu cho ông bà cha mẹ trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp. Thấy chưa? Rõ ràng chưa? Rồi mình hồi hướng cho chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị. Hồi hướng hết trơn quý vị thấy chưa? Đó cái công đức đó mình nghĩ mình hồi hướng cho người ta. Vậy đó nghe quý vị, mà nhờ cái lực lượng của đại chúng đông mà cầu siêu thoát cho ông bà tổ tiên của mình. À, cầu siêu thoát cho ông bà tổ tiên của mình đó. Nên mỗi một người mình ở trong chùa mình tu gì nè, ngày nào mình cũng lên chánh điện mình niệm Phật. Bây giờ mà cả quý thầy mà còn xuống nhà bếp nấu ăn, thì bây giờ chúng ta tới giờ tu khỏi cần kêu. Sáng là chúng ta là chuẩn bị chúng ta đi rồi, thấy không? Đi bước ra khỏi phòng liền, để cho cái người đi phá cửa, phá các khu lại đàng hoàng. Cái căn tính của người mình nó kỳ cục lắm quý vị ơi. Bây giờ mà đi tu mà không phá những cái khu này khu kia lại đó nghe, mình tu mình lễ Phật một chút, mình nói đi lên nằm chơi một chút, tâm mình nó kêu mình lên nằm ngủ. Nên tới giờ buổi sáng kêu xuống hết, phá cửa khu lại. Nó, vậy thì ai cũng lo đi tu. Bây giờ quý thầy quý chú mà còn đi nấu ăn mà, mấy thầy mà còn đi nấu ăn mà quý vị. Bây giờ điều chỉnh á, là một tuần 24/6 là quý cô được lên chánh điện tu. Cái điều chỉnh này hay dữ lắm. Tại vì đi vô chùa mà không lẽ bây giờ đi nấu ăn hoài không có được lên chánh điện tu. Nên những đức nói bây giờ bản thân những đức có được lên chánh điện tu đâu quý vị. Những đức mà không xuống chánh điện sắp xếp, nhưng những đức mà không xuống nhà bếp sắp xếp á, đâu có được lên chánh điện tu đâu. Bây giờ không xuống nhà bếp sắp xếp á nghe, thì làm sao điều chỉnh được, phù hợp được. Bây giờ bên kia mà mấy thầy mấy chú cũng vậy luôn, nó phải xuống nhà bếp nấu ăn mà những đức sắp xếp luôn, nấu ăn cho đâu đó nó ổn định. Chứ gặp mà đưa xuống nhà bếp đại để thí chứ nó mang bài tứ tung lang thang. Nên xuống dưới sắp xếp cho mày ổng thành một mô hình luôn, gọn hơn. Làm mà anh em được làm vui vẻ. Những đức nói mấy anh em mà nấu ăn nấu chung nó vui vẻ, làm chung nó có cái tình nghĩa anh em. Những đức nói rằng anh em mà sống mà tu chung gì nè, từ quý thầy tới mấy chú đều gần gũi với nhau. Chùa mình mà nó đoàn kết là ngay chỗ này nè quý vị. Nhờ mấy anh em không có tiền, nó không có tiền nó mới đoàn kết. Nếu mà nó có tiền, mọi người có tiền riêng bỏ túi mà xài nghe, là những đức nói cho quý vị nghe là không bao giờ đoàn kết đâu. Vì người này có tiền nhiều, người kia có tiền ít. Phật tử cho tiền người này, Phật tử không cho tiền người kia. Tự nhiên quý vị biết rằng anh em không có đoàn kết đâu. Chùa mình nó nhờ nó quy nhất nè, nó mới đặc biệt gì nè. Đó nên mình được cái nhân viên đi vô cái ngôi chùa mà tu, mà có một người đứng ra lo gì là nó hạnh phúc dữ lắm các cụ à. Nó rất là hạnh phúc, nó thiệt á. Nên mình phải biết trân quý. Chứ gặp mà không có một người đứng ra lo cho mình đó nghe, mình phải đi kiếm cuộc sống đó. Và lúc đó nó chia ba xẻ bảy ra hết, nó không có thuận hòa nhau đâu. Mà trong cái nhóm anh em mà không thuận hòa là thật sự mà nói là sống buồn lắm. Nên những đức nói rằng mình sống với người trên, cái gì người trên người ta kêu mình lại người ta nói mình hãy nghe. Còn cái gì mình nghe trước nghe sau nghe phong phanh đừng có quan tâm tới. Cái đặc biệt nhất của quý vị ở trong chùa này quý vị phải hiểu, con người sống đông gì nó có nhiều cái thị phi dữ lắm. Nên mình mà nghe ai nói cái gì là mình chặn họ liền một phát, mình nói à nói vậy đúng không, để tôi dẫn gặp người trên nói cho rõ ràng nghe, là xanh mặt xanh mày liền. Từ đó thì sao hết dám nói. Còn cái người mà lỡ nói cho mình nghe cái này cái kia mà mình cứ ngồi mình nghe mình im gu, là từ đó về sau họ cứ đem chuyện này chuyện kia họ nói cho mình nghe hoài. Có những chuyện đúng ra mình chưa có biết cái gì hết trơn á, mà họ đem họ nói cho mình nghe để mình phiền não. Mình ngồi mình suy nghĩ cái đó là tốt hay xấu. Nên mình ngồi mình suy nghĩ, mình sẽ nghĩ ra liền. Còn người trên người ta đa dạng công chuyện, người ta sắp xếp đủ thứ chuyện người ta làm, người ta muôn biến dạng hóa trong đó để người ta sắp xếp. Nên mình đừng có nghe ai hết trơn á,
Mình cứ sống làm sao mà mình mà đặt lòng tin với nhau đi là tự nhiên mình có cơ hội rất là lớn. Cái thất bại của chúng ta là niệm Phật thì mất lòng tin, sống với người thì mất lòng tin. Sống ở đây mà cả đội chứ hội chúng được lo gì mà mình tin không tin gì nữa bây giờ. Những đức mỗi ngày mà còn đi nấu ăn, ăn cơm y rang các cụ luôn. Bây giờ những đức nói những đức qua điểm chùa nào cũng gì, nấu cho các cụ ăn thì sao thì đưa cho các cụ những đức ăn gì. Những đức hiểu rồi. Thà ăn chung với người ta mà nó ăn ngon, còn nấu riêng nó không có ngon. Những đức hỏi quý vị này, một nắm rau làm sao nước nó ngọt bằng một nồi rau? Một nồi rau nước nó ngọt hơn chứ. Nên nấu cho người ta ăn thì sao, múc cho những đức gì. Mình nấu cho người ta ăn, mình ăn chung, lỡ nó có thuốc nó cũng chết cả đáp. Hiểu không? Nó giết một người nó dễ giết, nó giết cả đám khó giết lắm quý vị. Hiểu không? Nó bỏ độc vô thì mỗi người chia miếng thì nó bớt độc. Bây giờ như Đức nói với mấy anh em chứ, anh em mình xuất gia ở một cái phòng nó có tác hại của một người, anh em ở sáu người có lợi ích của sáu người. Thấy rõ ràng luôn. Nó, những Đức nè, cái gì những Đức cũng thấy có Phật pháp chứ. Những Đức đi vô phòng ngủ, bữa đó ngủ không được mà ăn nó cái gì nó bị chọt cái bụng. Xong vô nằm trong phòng, nó xì hơi tuổi. Tự mình xì, tự mình hửi luôn. Chàng ơi, tự mình xì, tự mình hửi chứ sao. Chứ lúc đó mình ngồi mình suy nghĩ, mình nói đúng là ở một mình nó có tác hại. Phải chi mà ở sáu anh em thì mỗi thằng chia miếng. Đỡ biết nhiều nói quý vị. Thấy chưa? Nên anh em ở 5-6 người, lỡ mình có địch một cái thì năm thằng kia nó ít phụ, thì đâu còn thúi nhiêu nữa đâu. Còn có mình chịu đạn luôn một mình. Ở thì cũng ngon lắm, nhưng mà khi mà có cái gì là một mình chịu. Hay chưa? Cái gì nó cũng có cái lợi cái hại của nó, chân mấy anh em ô. Chưa? Nên các cụ mà sống chung với nhau, với các cụ thương nhau lắm. Vì sao cụ biết không? Bà này địch thì năm bà kia hử. Thì trong 5-6 bà thế nào cũng có địch, thì cuối cùng phải ngửi. Cuối cùng nó ngửi giết, nó đồng tình với nhau. Nó thương với nhau quý vị ô. Ngộ lắm. Giống như người ta nuôi con vật cưng á, người ta trộn đồ ăn đó, người ta lấy miếng nước miếng ta để vô người ta trộn. Khi mà nó ăn vô một cái là người ta đi đâu nó cũng đi theo. Nó thương người ta dữ lắm. Nó nhớ mùi. Nó vì thấy chưa? Nên mình mà ở chung với nhau á, mà nó thăng á, bởi lâu lâu họp những đứa tập trung anh em ngồi hết, mấy ông nói cái phòng này chặt quá, những đứa nó kệ vô đây địch một cái cùng hử. Để anh em tình anh em nó thăng mặt hơn. Tại vì nó có của nhau quý vị. Hiểu không? Nó, tại sao mà cái bà vợ này bà lấy thằng chồng hôi nách, mà bà sống 2 năm sau là bà không quên được cái mùi hôi nách. Bà lỡ cái người khác không hôi nách bà nói khó chịu quá. Mà bà lỡ thằng chồng hôi nách bà nói công nhận nó gì nữa, nó dễ chịu gì đâu. Thấy chưa? Nó ngửi quen quý vị ơi. Đó. Nên sống chung với nhau á, phải nhận thức được cái việc mình sống với nhau, tối lửa tắt đèn có nhau. Nên dù có một cái sự trở ngại gì phải thương nhau. Cái sự thành công của chùa chúng ta là đoàn kết. Phải tin tưởng và đoàn kết. Tại vì sao? Mục tiêu mình là nuôi người già, mục tiêu mình là niệm Phật giảng sanh, mục tiêu mình là ở thế giới cực lạc, chứ không phải ở đây. Thấy không? Mục tiêu là ở thế giới cực lạc chứ không phải ở đây. Nên mấy anh em trong chùa là nhiệt tình phải tin vào cái việc mỗi người đều có duyên phước của mình. Yên tâm đi, mình mà có phước duyên người ta có lấy hết nó cũng đến với mình. Mà mình đã không có phước duyên rồi mình có danh vật đi chăng nữa cũng không được gì, có khi còn bỏ mạng. Nên yên tâm đi, tin vào duyên phước. Có phước thì có phần, không cần nó cũng có nữa. Còn không có phước phần rồi đi danh vật cũng không được gì. Mấy anh em cứ tin vậy đi, để nhiệt liệt tu hành, tu duyên, tu phước. Không có ai hại mình đâu. Ai mà hại mình được? Mình có cái nhân cái quả đó thì mình chịu à. Chứ không có ai hại mình được đâu. Phải tin chỗ này. Khi anh em mà tin chỗ này rồi, tất cả chúng trong chùa tu ai cũng bình an, ai cũng vui. Đúng không? Ai cũng vui chứ. Lời nói nó giúp cho mình, chứ không phải nó hại mình đâu. Nó rèn cái tâm mình. Nếu người ta chửi mình, người ta nói xấu mình, là người ta rèn cái chữ nhẫn cho mình.
còn người ta vuốt ve mình, người ta nói ngọt dịu mình, là người ta coi cái tâm ái nhiễm của mình sao. Con người mình thường là được tăng bốc là mình ham, nhưng mà bị gầy la thì mình buồn. Nên mình phải rèn từ trong hai điểm đó mà rèn ra cái chữ nhẫn của người tu. Nên người tu hành phải nhận thức vậy đó, thì không có ai mà chăm thọt mình được hết trơn á. Còn nếu không là mình dễ bị lắm. Ở chung trong chúng đông gì nè, kẻ nói này người nói kia, nó chăm thọt nhau mà cái tội lỗi của phá hoại hợp tăng nó lớn dữ lắm. Đừng bao giờ đem chuyện người này nói cho người kia nghe làm chi. Dùng cái miệng niệm Phật đi, vậy thì đặc biệt lắm. Nên mỗi tuần những đức qua đây chia sẻ Phật Pháp á, rất là nhiều câu chuyện những đức kể cho quý vị nghe. Và để tăng lên tính tâm niệm Phật, những đức nhờ niệm Phật mà ngày nào những đức cũng vui. Ngày mai sáng tranh thủ qua đây, sáng sớm qua bên Đại Tùng Lâm làm cái đám cho bà cụ, làm xong leo lên xe chạy cái dù qua bên đây, tiếp tục làm cái đám bên đây, làm cái đám bên đây xong chạy một cái dù về bên Hộ Pháp, làm cái đám bên Hộ Pháp. Ba đám. Nó, bởi vì bên mỗi bên chùa bây giờ có xe điều hết để đưa đi. Nó, bên đây Tùng Lâm chưa có thì thôi. Giờ vừa mua hai xe điện rồi đó. Mua hai xe điện cho bên đậu tràng ba một chiếc, bên đây Tùng Lâm một chiếc. Còn mấy cái hai đậu tràng kia thì khỏi chạy đi. Để hai bên chùa lớn, khi mà ngày giảng của các cụ giảng ở đây nè, thì bên đây chạy xe qua bên kia rước mấy cụ đạo tràng nhỏ chạy qua đây hỗ trợ nhau, thấy không? Với một chiếc xe bị bệnh sida, cái ông thợ ông nói đưa xe sida cho ổng đi rồi bù tiền cho ổng. Nó những đức nói cái xe sida này nó ở trong chùa, đưa anh đưa xe mới với bù gì. Nên là coi làm lại luôn. Với mua ba chiếc xe ba lá vậy đó, ba gì, ba gác, tưởng là ba lá, ba gác, xe ba gác, ba chiếc mua rồi, đặt rồi đó. Một chiếc thì có mui để ở ngoài chùa ngoài cổng để chở chở cháo chở cơm nó. Rồi hai chiếc xe để trong đây để xây dựng này kia, chở tới chở lui. Quý vị thấy cái chùa mình sử dụng không đơn giản đâu quý vị. Phương tiện là cũng đầy đủ lắm rồi đó. Nó một lần mà một bữa mà đi thiêu ba người, ba quan tài sừng sững luôn, đem xuống lò mai táng là nhìn chùa mình chết không. Quý vị biết rằng đi thiêu giết mà được tặng lịch luôn, quý vị biết rằng thiêu giết mà tặng lịch. Nói là quan năm cái đội mai táng đó đó, cái nơi đó đó, phải tặng cho nhà chùa một cái huy chương đi thiêu người chết nhiều nhất. Hiểu chưa? Quý vị biết rằng một năm thì biết bao nhiêu mà nói đi, cái khách hàng của chùa mình là thôi số một. Không có đâu mà chết nhiều như chùa mình, quý vị chết quá trời chết. Tại vì tập trung người già giờ nhiều mà quý vị không chết sao được, chứ già sống làm chi. Tám cái dân tuổi thì sống làm gì nữa giờ. Bây giờ các cụ 80 tuổi bây giờ sống khổ cái thằng đúng không cụ? Phật rước về cực lạc đi. Cái bà kia bà nói từ từ. Hiểu không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng, nói gì cho các cụ bà, cái tâm bà nó thoải mái là từng nào thọ mạng đến là chết, chứ không phải chù ẻo các cụ đâu. Còn cái cụ mà chưa chết có chù hoài đó cũng không chết nè. Người ta mà chưa chết mình chù người ta có chừng mình chết đó. Đừng nói chuyện giỡn trơn. Hiểu không? Tại vì người ta thọ mạng chưa chết. Nên các cụ cố gắng niệm Phật. Có khi tối đêm nay nè, cụ cố gắng niệm Phật đi. Bây giờ đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật nghe các cụ. Mình đeo cái máy niệm Phật để tối hôm nay lỡ mình đi, mình dậy sinh một mình, mình đang thui tối hù á, Mình đi té cái rầm nằm im ru. Các cụ đừng có kêu cứu nghe không? Nhớ nghe không quý vị? Ai mà lỡ mà bị dập bẻ hay là bị đột quỵ rồi đó là tuyệt đối không có kêu cứu nghe không? Mình là người niệm Phật nó khác người không niệm Phật. Người không niệm Phật nó kêu cứu, lỡ thọ mạng nó đến là Diêm Vương cứu mình luôn. Còn bây giờ mình là người niệm Phật, mình té cái râm mình nằm nó nghe, cái cách kêu cứu là bằng cách này nè: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
thọ mạng chưa hết nghe là tự nhiên trong cái phòng có một người giật mình thức dậy, mắt tiểu đi ra ngoài gặp mình đưa vô liền. Có cái bà kia đi đến chùa mình nghe, bà nói rõ ràng 100% là linh ứng. Bà đi đến chùa hộ pháp, bà ngồi ngay cổng chùa lúc 2 giờ khuya. Không ai mở cửa, 2 giờ khuya ai mở cửa. Bà nằm ngay chỗ đó luôn, bà niệm Phật, ngay cổng chùa. Bà niệm Phật 15 phút sau, tự nhiên ông Nhẫn ăn ho hoài không ngủ. Kinh khủng thì cái lạ kỳ chưa. Ho sặc 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 không ngủ. Cuối cùng nó làm cho ông nóng nực lấy xe đạp chạy vòng vòng chùa chơi. Chạy ra ngoài cổng chùa gặp bà này nằm ngay chỗ đó, mở cửa cho bà vô chùa. Khi nhiều người vào chùa tu, từ điển hình như bản thân mình vô đây tu tập là thời gian là nó chuyển hóa rất là tốt. Có những người bệnh đau, giống nãy có chú Lập nói, lúc trước có một cái sư cô ốm nhom nhách ngồi đây, bà đi đâu mới ư xỉu, đi đâu có té rầm 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 mới xỉu, trẻ mà bà ư xỉu lắm. Vậy mà bữa nay bà vác đá xác chim ăn rầm rầm. Nghĩa là cái nơi tu hành quý vị, rồi cũng nghe pháp nó thông tâm, rồi nhờ tu hành nó tích tụ được cái nguồn năng lượng. Rồi tự nhiên con người tu tập đây thay đổi từ tâm tính hung dữ, hung bạo nó từ từ nó hiền lại. Rồi xấu xí từ từ nó coi được lại. Ốm ho từ từ nó mập lại. Si cà que từ từ nó lết luôn. Thì biết rằng là tu tập nó chuyển hóa thế chứ. Nên có một cái đạo tràng mà đông người gì thì cái quay lực đại chúng nó mạnh, nên mình tu tập nó chuyển hóa. Nên cái việc chia sẻ Phật pháp là cực kỳ quan trọng cho cái ngôi chùa. Mà cái ngôi chùa mà đông người là do ngay chỗ nào chia sẻ Phật pháp. Và cái đại chúng mà tu tập mà tiến tu là nhờ nhắc nhở. Bây giờ nhiều người chúng ta nè, thời gian mình tu lâu nhưng mà thử mình ở một cái nơi mà không nhắc nhở mình đi, giết rồi nó lui sụp cái tâm. Đại lão ở Tự Tình Không thì nói rằng là 3 ngày không nghe pháp bồ đề tâm lui sụp. Tới chúng ta bây giờ 1 ngày không nghe pháp là tâm có vấn đề. Nên từ nơi đó mà được nhắc nhở là việc quá rất là quan trọng. Nên mình được nhắc nhở, mình thúc đẩy cái tâm tu hành cho đại chúng, cái này là quan trọng lắm. Mà đại chúng là cả một số lượng người đông, nó nhờ cái quay lực của đại chúng mà chuyển hóa nghiệp. Nên có nhiều người mà vô mà có khi mà bệnh đau yếu, hoặc là tâm trạng không ổn, hoặc ngủ không được, vậy đó mà vô chùa mình, thời gian nó không có thời gian cho mình ngủ luôn, chứ đừng nói chi mà ngủ không được. Quý vị nhớ, ngủ không được cứ ngồi đó nằm đó niệm Phật chút nó ngủ. Để ý rõ ràng luôn á. Ví dụ như bây giờ đi, mình ngủ không được đi, mình dùng lỗ tai mình nghe câu Phật hiệu chút ngủ liền á. Nghe câu Phật hiệu chút ngủ á. Hoặc mà là mình bắt cái điều hộ niệm, như Đức niệm câu vì niệm theo câu, niệm chút ngủ không hay. Có nhiều người ta gặp như Đức ta nói rằng là lúc trước người ta ngủ không được là cứ là bật pháp lên ở nhà người ta nghe. Ta nghe những Đức giảng, ta cười chút rồi tự nhiên ta nằm xuống ta ngủ luôn. Nên có nhiều người nó có nhiều cái nó giúp mình đặc biệt lắm. Nên từ nơi đó mà cái đại chúng trong chùa mình khi mà quay phim lại thấy ai cũng sáng sủa, là ngay cái chỗ nào cái tâm trạng mình ở đây nó bình an. Thật sự ngoài đời có nhiều cái thiếu nợ lo, nhớ quý vị, vì khổ nhất là lo cho cái ngày mai, lo cho cái ngày mai khổ lắm. Như hồi sớm như Đức nói chuyện, như Đức nói khi hồi đó mà nhà bếp bên kia mấy cô làm cực dữ lắm, thì ra như Đức tìm hiểu ra mấy cô làm cho có ngày mai không à. Bữa nay mấy bà nấu, bà nấu cho ngày mai, nấu cho sáng mai mới chuẩn bị. Cái khi sốt cà chua mà đem để vô tủ lạnh, sốt xong mới đem bỏ vô tủ lạnh cắt đi dành, cực ác đạn luôn.
Có đời như Đức như Đức đâu có nấu gì đâu. Sáng nấu thì sáng ăn, trưa nấu thì trưa ăn, chiều nấu thì chiều ăn. Còn ai không có răng thì khỏi ăn. Chưa? Cái vậy thì lo gì cho nhiều nặng nề dữ vậy. Nó, nên á, mình nấu á, cho xây chuyện. Có những buổi á, mình luộc đồ hũ chấm muối tiêu ăn thôi. Ăn mát lắm, như sáng chiều nay nè, hũ luộc chấm muối tiêu. Sáng mai chả luộc chấm muối tiêu. Chiều mai đồ hũ muối tiêu chấm đồ hũ. Thấy chưa? Đó. Cũng ăn ngon lành luôn. Tại vì sao? Đói bụng mà không ăn. Nên phải ăn chứ. Mà nó nhẹ. Nên bây giờ gọn hơ, khỏe lắm. Nên đại chúng trong chùa, quý vị nhớ đó, mỗi ngày chúng ta được nhắc nhở cái việc niệm Phật. Cái niệm Phật quan trọng cực kỳ luôn. Bây giờ là những đức á, ở nhà bếp với giảng pháp với tiếp Phật tử việc này việc kia trong chùa, là không có lên chánh điện tu buổi nào chứ. Giờ là không có lên chánh điện tu buổi nào chứ. Mà sắp ra được cho cái vàng nấu trong bếp lên chánh điện tu. Như bên đây là một tuần lên chánh điện tu buổi sáng, được 3 buổi sáng rồi đó, thấy chưa. Sắp ra cho người ta được lên chánh điện ta tu. Nên mình phải tính ra cho người ta vậy đó. Tại vì sao? Khi một cái người mà hiểu được cái việc niệm Phật lợi ích rồi, 100% quý vị, Hòa Thượng Hải Hiền là chắc chắn rằng Ngài hiểu được cái công đức niệm Phật. Nó rõ ra người nào mà hiểu được cái công đức niệm Phật lợi ích của vạn đức hồng danh, thì những đức nói quý vị là quý vị không có giải đãi niệm Phật đâu. Chắc chắn quý vị sẽ không giải đãi đâu. Sao giải đãi được? Vì hiểu được niệm Phật lợi ích lớn thì sao giải đãi? Cái người mà giải đãi niệm Phật là cái người này không hiểu được lợi ích của công đức niệm Phật. Chắc chắn luôn. Bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ nè. Chúng ta mà không siêng niệm Phật là chúng ta bị thiệt thòi. Nên hôm nay chúng ta học tập, có bài học tập là nghĩ đến tam đồ ác đạo được lợi ích gì? Lợi ích gì? Mỗi lúc mỗi nơi siêng năng niệm Phật. Tại vì nghĩ đến tam đồ ác đạo. Bây giờ đơn giản thôi, bây giờ thí dụ như mỗi ngày mình á, không dám lội qua cái con sông, nhưng mà cái bữa nay có đám giặc cướp, nó vượt mình, nó vượt, nó cầm dao phía sau nó chém, mình chạy phía trước, chèn nó cầm cái rựa, cái dao, cái mát, chém. Còn nó chừng gan nữa là nó chém, đứt cái mông mình à, chết mồ luôn. Bây giờ bị coi bây giờ chạy dù phía trước mà nó cầm dao phía sau nó dù nó chết. Nhưng Đức hỏi quý vị, bữa nay là cái bữa mà quý vị sẽ lội qua sông. Bữa nay sẽ lội qua sông. Tại vì mình không lội qua sông là để cho nó chết. Thấy chưa? Vừa tới con sông, mọi bữa là không dám lội qua. Nhưng bữa nay giặc cướp nó vượt sát bên nè, nhào xuống sông lội qua liền. Vì sao? Sợ chết. Không, đó thì giống như nghĩ đến tam đồ ác đạo vậy đó. Nó khi mình nghĩ đến tam đồ ác đạo, mình nghĩ cái viên thuốc mà hóa giải tam đồ ác đạo là câu A Di Đà Phật. Chứ sao? Mình thường niệm Phật thì cái tâm sân hận mình nó giảm tối đa. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Công ngày giảng ngày nói rằng là ý niệm của chúng sanh diêm phù đề, ý niệm của họ là tạo ác nghiệp. Mà ác nghiệp là ở đâu? Tam độ ác đạo. Vậy thì bây giờ mình dùng tâm niệm nhớ Phật, niệm Phật, vậy là mình tạo Tây Phương Cực Lạc. Nên câu Phật hiệu là duyên thuốc giải, hóa giải tam độ ác đạo. Mà nghĩ đến tam độ ác đạo là phải siêng niệm Phật. Nhớ. Tại vì mỗi người chúng ta cơn vô thường đến với mình bất tử, ai biết được. Bây giờ trẻ thiệt là trẻ. Bây giờ quý vị coi trong cái cuộc đời này, nhiều người trẻ có chết bất tử không? Có. Trẻ nó cũng chết bất tử. Mới đây nè, có cái gia đình lại nói những đức nghe. Cái thằng nhỏ chèn hơn, nó mới có 19 tuổi à, nó đi học, nó chạy xe, mà chạy chậm lắm.
nó chạy rất là chậm, phải chứ chạy nhanh chết không nói làm chi. Chạy rất là chậm, đang chạy bình thường vậy, tự nhiên chiếc xe hàng lủi ngay nó, đụng một phát nhỏ chết queo. Thấy không? Cái chết ở cái cõi đời này nó đủ loại chết, thấy chưa? Mình đang đi vậy nó khiến đụng mình. Có cái bà kia bất kể câu chuyện của nó, bởi vì thầy nói rõ ràng cái nhân quả khi chết nó không phải bệnh thầy ơi, mà nó chết nhiều loại chết lắm. Có cái ông này, ông ngồi ngay cái trạm xe buýt để ông chờ xe buýt, vì mà chiếc xe Honda nó chạy nó lạc, thằng này chắc say rượu hay sao, nó lạc mà thôi chứ nó đụng đâu đụng, nó đụng ngay cái ông ngồi chờ xe buýt, đụng ông ngồi chờ xe buýt chết queo tại chỗ luôn. Vô duyên chứ, chết gì đâu mà nó chết. Cái cõi đời này chết vô duyên lắm quý vị ơi. Nó, bây giờ nhà Đức nói với vị nghe, cái thọ mạng mà đến lúc chết là nó sẽ chết. Như có cái ông này là sách số coi ông là ngày đó ông sẽ bị cọp ăn. Ngay cái ngày đó ông biết, ông nói không, vậy là ngày này tao không đi đâu. Tao đi đâu sao cọp ăn được tao, đúng không? Nói này tao ở nhà nguyên ngày tới coi cọp nào mà ăn được tao. Cuối cùng nhà ông có bức tranh con cọp. Vì coi bây giờ bức tranh con cọp nó treo toàn tay chặt cái cửa. Ông nói tao ở trong nhà cọp nào mà ăn được tao. Ông đi tới đi lùi, đi tới đi lùi, đi tới đi lùi, cuối cùng bức tranh nó gớt xuống, miếng kiến nó đâm vào cần cổ, ông chết tại chỗ. Kinh chưa? Phải cọp ăn. Nó là bức tranh con cọp gớt xuống đâm ông chết queo. Ngày đó ông chết vì con cọp. Quý vị biết rằng cái nhân, cái quả, cái nguyện nó kinh lắm. Bởi vì mình đừng có thề thốt, đừng có mà cái mà tạo khẩu nghiệp bất tử ghê lắm quý vị ơi. Giống như cái câu chuyện thờ Đức Phật, mấy vị biết rằng là trong á, nhiều đời nhiều kiếp á, ba cái thằng này nó đến nhà cái bà này, nó thuê cái phòng ở. Mà thuê cái phòng ở xong rồi nó không trả tiền, nó bỏ nó đi. Mà bà già bà vượt theo bắt đầu tiền, mà nó chửi bà. Xong bà tức lên, bà phát nguyện rằng đời sau bà có làm bò làm trâu bà cũng giết bà này. Ghê chưa? Cái tâm sân hận đó, đời sau bà làm con trâu thì con trâu này bị giết xong á, thì người ta chặt cái đầu con trâu, cái ông này ông xách đi. Thì ông xách đi, ông treo cái đầu con trâu toàn ten trên cái đọt cây, ông nằm ngủ dưới. Vậy mà nó gớt sợi dây nó đâm ông chết một người. Vậy mà trong ngày đó thôi, cái đầu con trâu nó giết ba người đó. Mà ba người đó là ba người mà thuê nhà trọ ở, không trả tiền, mà bà này phải vượt theo nó chửi bà. Bà phát nguyện đời sau bà làm trâu làm bò bà cũng giết ba người này. Cuối cùng cái đầu con trâu mà ngày đó nó giết ba người này. Kinh chưa? Đó. Cái nhân cái quả nó không đơn giản đó quý vị à. Khi mình nghĩ một điều ác, mình làm một việc ác là cái chủng tử ác nó nằm trong tâm mình rồi. Khi mà cơ duyên chín mùi đến lúc là nó hiện hữu cái ác đó, là nó sẽ sát phạt mình liền. Nên mình thấy có những người mà tự nhiên nó vừa gặp mình có nó ban lợi kinh, nó kênh chứ quên nó lộn. Phùng mang lên, mình đâu có làm gì đâu, lợi nó phùng mang nó kênh mình quý vị. Đó, đó là cái quả báo nó hiện hữu, nó kiếm chuyện mình, nó quýt. Giống như cái bà đó nói, khi con nghe Phật pháp rồi mà con nó bị cái tai nạn á thầy, đúng là rõ ràng con mới quá giải được cái tâm. Nhỏ mà đang ngồi ăn cháo, ăn cháo lòng, không đụng chạm hết chứ, nguyên một cái nhóm quýnh lộn nó vượt nhau nó chép. Nó không chép cái thằng kia được, vậy mà nó chép lộn cái thằng con ăn cháo lòng, đâm vô bụng lọt ruột kia, cháo lòng chảy ra trời. Đúng là vì thế kinh khủng không? Cái nhân cái quả trong cõi đời này nó đều là rõ ràng công bằng hết chứ, nó không có một chút gì sai cho quý vị à. Cho quý vị biết thọ mạng ngày đó chết, quý vị bị tự nhiên bình thường gì đi, đang ngồi gì này, ở trên cái bóng đèn gớt xuống đâm vô sọ não chết tại chỗ, không biết lý do tại sao luôn. Tại vì sao? Thọ mạng đến lúc chết là nó phải chết. Nên bản thân con người mình bây giờ đã còn sống gì này, mình phải siêng năng niệm Phật, lúc nào cái tâm niệm mình cũng là ở Tây Phương Cực Lạc. Để lúc nào bất tử, lúc nào tai nạn hay cái gì nó đến với mình bất tử là nó chết.
là mình được Phật Di Đà rước giảng sanh. Cái này quan trọng dữ lắm, nhớ nghe. Nó có một bà cụ già mà bà mà ở trong chùa đang khỏe ngon lành vậy, tự nhiên vừa ăn cơm xong đi ra nhà vệ sinh té cái rầm ginh vô hộ niệm 2 tiếng chết quèo. Còn cái bà yếu xìu nằm đó rên hoài mà không chết. Nghe thấy chưa? Trong cái cuộc đời này nó lạ lắm quý vị ơi. Chùa mình ngày nay nè, bên Ải Tùng Lâm một bà ngày mai đưa đại quả táng, phải không? Mai phải không? Ngày mai bên chùa mới một bà ngày mai đi luôn. À, một ông chứ. Rồi mới vừa mắc thì một bà 11 giờ trưa nay. Nó quý vị thấy liên tục chưa? Nên ở trong chùa mà thấy người ta chết liên liên, người già nhiều mà, thì bản thân mình không được cảnh tỉnh nữa thôi, mình còn hung bạo hung dữ hơn thua đấu đá gì nữa. Rồi lằng lằng là tới mình bây giờ, sớm muộn gì không tính mình. Khi chúng ta năm 17, 18 tuổi chúng ta nghĩ rằng cuộc đời 50, 60 tuổi là còn lâu. Nhưng không ngờ là chúng ta 50, 60 tuổi tới rồi. Năm Nhật Đức 18 tuổi, Nhật Đức nghĩ rằng 50 tuổi lâu. Năm nay Nhật Đức 43 tuổi rồi còn gì. Thấy chưa? Thấy mau không? Thời gian nó đi qua rất là mau. Nên chúng ta khi còn trẻ, mình nên làm cái gì trong cái cuộc đời này cho nó có ý nghĩa. Hồi trưa gặp một anh chàng này, mà anh bị cái nghiệp, nghiệp gì phải không? Thủ dâm 7 năm. Năm nay mới 33 tuổi thôi, tóc bạc trắng luôn. Ghê chưa? Bởi vì nói mà nhiều người, người ta nói rằng, nhiều người bác sĩ người ta nói, nhiều người không hiểu người ta nói. Rồi nhiều người mà ta coi báo nói rằng thủ dâm có lợi ích để nó xả chết gì lum la. Nó 7 năm tóc bạc luôn, vạch cái lưng lên, mụn nó nổi thấy ghê. Chàng có chàng nó nổi đầy người hết trơn, như da cóc vậy đó, khô khan luôn, ốm nhom. Nói lúc trước là 60 mấy ký, bây giờ còn có 52 ký thôi, ốm nhom, lưng khòm xuống gì nè, cái mỏ nhọn quét. Trời là tao nó kỳ cục. Nói tao mỏ nhọn mày còn nhọn hơn tao, kinh chưa? Nó nên những đức nói rằng á, cái nghiệp mà thủ dâm này là ghê lắm nè, lờ đờ ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ mà nó chưa tới ngày đó, mà nó sẽ tới đó, quay không tới đâu, đừng nói chuyện dở. Nó nên đó, tại vì sao? Con người á, tích tụ được tinh khí thần, nó thông minh, mà xả nó ra hết thì con người nó mất trí tuệ à. Cũng như một cái cây mà nó đầy đủ mũ thì nó sung túc, nó lớn, nó khỏe, nó xanh. Nhưng mà cái cây nó khô mũ là nó chết. Nên con người á, mà mang cái nghiệp thủ dâm là con người này sẽ chết yểu. Và thêm một cái tội rất là nặng là cái tội gì? Cha mẹ cho cái thân mà đi làm cái việc đó để hủy hoại cái thân của mình. Tuy là quý vị không có trực tiếp đi hại người, nhưng mà cái hành động quý vị là gián tiếp hại người. Vì khi quý vị thủ dâm, quý vị mất đi sự thông minh. Nếu như một người nam thì không thể nào là trụ cột cho đất nước. Vì quý vị thủ dâm với con người lờ khờ, mất đi sự thông minh thì lấy trí tuệ đâu mà để mà cống hiến cuộc đời mình cho xã hội, cho đất nước. Làm ăn cái gì cũng thất bại, phước báo thì tiêu tan, nghiệp duyên thì kéo đến, mặt mày thì bù xù, da thịt thì khô khan, đầu tóc thì bị bạc, mắt thì lờ mờ, mồ hôi thì hôi nách. Đúng là nó kinh khủng, nó hôi dữ lắm. Tại vì con người mà tinh khí thần nó thiếu rồi là nó hôi dữ lắm con người á. Khi con người mà tinh khí thần nó hội tụ đầy đủ nó mới thông minh. Nên á, từ nơi đó mà tác hại này nó lớn dữ lắm. Nếu như mà tuổi trẻ mà nhiều người mà mang cái nghiệp thủ dâm,
thì cái xã hội chúng ta sẽ không có trụ cột cho nước nhà đâu. Vì những con người đó không thể nào là những con người làm việc lớn được. Và nói chuyện yếu xìu à, tại vì nó đâu có còn sức lực đâu mà nói chuyện. Nó nhỏ xíu à. Nam mà 33 tuổi mà ngồi kế Minh Bình nó nói chuyện, nói vậy nè. Nó lớn rồi mà nói gì nhỏ xíu xíu. Nó không nói em. Xin thầy giúp cho con đi chị. Nó lớn lên nói không nghe, nó không nói đâu. Kinh khủng không? Về thấy như Đức nói chuyện rầm 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 không? Chuyện mắt trợn chân trợn lên như hịch bánh xe. Còn ảnh nói chuyện nam thanh niên mà nói chuyện không nổi chân chán. Ghê chưa? Rồi bây giờ bạn bè tốt tránh xa, bạn bè xấu tiếp cận đến gần. Những loài quỷ mà hút tinh khí đến gần để hối thúc mình làm việc đó, để mà nó hưởng lợi là hút tinh khí. Ghê chưa? Ghê lắm. Quay động phim luôn. Nhà nước nói bây giờ mình là thanh niên làm sai, dám quay động phim này nói lên để cho nhà nước giảng thêm nữa, để mà nhắc nhở tụi trẻ không? Ban đầu không dám, ngại. Nhân Đức nói tôi mà còn dám nói tôi sai, tôi còn nói tôi ăn nhậu này kia ngoài đời, sợ gì? Con người ai mà không có sai? Người sai mà biết sửa đổi lỗi lầm thì mới là bậc trí. Con người làm sai mà biết quay đầu là đáng quý. Nên người xưa có câu nói rằng lãng tử quay đầu quý hơn hơn cái gì? Hơn vàng. Chưa? Quý vị biết rằng nghe cái câu vật hiệu này hay lắm. Có cái cô được có làm bên cái ngành massage, làm ngành massage. Bà nhắn tin những đức này, bà nói nè: dạ thưa thầy, bữa nào thầy rảnh là con lỡ massage chứ. Nói trời, để cảm ơn kia. Con nhờ nghe quá thầy, bây giờ con làm ăn được lắm thầy ơi. Nói, à vậy bữa nào lỡ cúng giường thôi chứ. Thôi massage, hiểu không? Nói à, thầy biết rằng lúc đó thầy con á, làm nghề massage lâu tay bị yếu, nên á, khi massage thì người ta lỡ thì đấm bóp cho người ta tay yếu quá bóp không nổi, cuối cùng nó chê con. Vậy mà con bấm lên mạng sao con thấy bài giảng của thầy cười, con vô con nghe cười quá, cười muốn chết. Rồi xong á, thầy biết rằng thầy chỉ là mỗi lúc mỗi nơi niệm Phật. Tự nhiên con massage con bóp thôi mà con niệm Phật thầy, con bóp mà con niệm Phật thì bóp tay bóp chân người ta niệm Phật, bóp niệm Phật. Nó nói thầy ơi không ngờ thầy, con bé sao mà tự nhiên khách hàng ai cũng thích. Tự nhiên nó xin số điện thoại con, nó nói là mỗi lần nó lợi là nó báo trước biết đặng nhờ con bé sao. Lạ kỳ không? Cảm ơn quá trời cảm ơn luôn. Nhắn tin nhắn nó, thầy ơi bữa nào con lại chùa thầy cần bé sao giùm cho. Vậy nó thôi khỏi đi, những đứa khỏe lắm, xương cốt còn ngon lành, khỏi cần mấy xa chi cho nó mệt. Coi chừng cô mấy xa bậy bạ nó nhức mình luôn á. Hiểu không? Bình thường đang khỏe mà tự nhiên nó lỡ nó bóp cái nhức luôn, mất công mệt quý vị ơi. À, nó chạm sợi dây gì nó nhức bậy bạ kẹt dữ lắm. Thôi khỏi đi. Nè, sao mà tự nhiên sao mà cảm ơn dữ mà lỡ đòi xin mấy xa. Nó nói là tại vì nghe thầy giảng bây giờ niệm Phật, giờ làm ăn cũng được quá, nhiều người người ta thích, nhờ vậy mà được tiền bo nhiều, bây giờ làm ăn cũng được lắm, nên là cảm ơn thầy quá, nên bữa nào lỡ mép xa cho thầy một bữa. Nó thôi khỏi được rồi. Lỡ tu rồi xong rồi có điều kiện thì cúng dường nuôi người già đồ vậy thôi, còn nếu không có thì thôi cứ lỡ tu là được rồi, khỏi mép xa. Thầy khỏe lắm, mét bậy bạ rồi nó nguy hiểm. Thì coi á, đó, hay không? Thì con bằng hiệu hay chưa? Con hiệu rất là hay, áp dụng trong mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh luôn. Nó đi vô tới mét xa đó. Ghê chưa? Nó có cái bà này á, quý vị biết rằng á, bà nói á, thầy ơi, con á, lúc trước á, con làm nghề cắt cổ gà, mà sao ngộ quá, con cắt cổ gà, gà nó không chết mà chẩn trắng mắt nhìn con không. Làm nghề cắt cổ gà mà cắt nó lâu chết lắm, mà nó chẩn trắng mắt nó nhìn con suốt luôn.
con bấm lên mạng con nghe thấy thầy giảng vui quá trời vui. Thầy nói là mỗi lúc mỗi nơi nên niệm Phật. Nên tự nhiên lúc này trước khi con cắt cổ gà là con quy cho nó, con niệm Phật cho nó nghe. Xong con mới cắt, con cắt một phát chết queo thầy. Đúng là ghê thiệt. Bà ơi, bà ngoài miền ngoài bà nói có dịp nào con vô đây con đem con gà để cúng dường cho thầy. Nếu thôi được rồi, cảm ơn. Tưởng đâu ngoài, ở ngoài miền ngoài nhiều chùa người ta còn ăn mặn quý vị. Thì đem gà lại cúng, đem heo lại cúng là bình thường. Nói cảm ơn quá, có dịp vô đây đem con gà vô, gà mập nhất đi cúng, luộc chấm muối tiêu cho thầy ăn. Nói thôi thôi được rồi thầy ăn chay con u. Cái chọc ghẹo hoài mệt tí ghê. Đang ăn chay ngon lành mà cái đòi đem gà cho tôi ăn không hả chàng. Ông bà đòi mét xa, ông bà đòi đem gà cho ăn. Chắc bà mét xa còn bà đem gà đút cho ăn quá. Chắc kiểu này chắc hết tu hành gì hết tu. Vậy quý vị thấy không, tu hành được được một chút đó là bạch cốt tinh nó tìm. Không, không mà bạch cốt tinh nó cũng giúp đỡ cho đường tăng để mà chứng quả đó quý vị. À, bạch cốt tinh nó hỗ trợ đường tăng. Còn nếu mình mà thua thì mình theo bạch cốt tinh luôn. Mình yếu quá, mình rớt hay sao? Theo bạch cốt tinh luôn chứ sao bây giờ quý vị? Còn nếu mình mạnh thì mình dẫn bạch cốt tinh đi tu. Vậy thôi. Đó, người niệm Phật phải tin vậy đó quý vị. À, thôi hôm nay nói chuyện tới đây thôi. Chúc các cụ an lạc nha. Chúc đại chúng an lạc vậy ơi. Các cụ cười lên cái cười. Chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc các cụ. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.